Tối 28 tháng 1 năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải đường sắt Sài Gòn đưa vào chạy chuyến đầu tiên đoàn tàu SE3, SE4 sau thời gian nâng cấp, cải tạo để phục vụ người dân. Đây được xem là đoàn tàu thống nhất đầu tiên có nội thất hiện đại, chất lượng phục vụ cao của ngành đường sắt. Ông Đinh Văn Sang, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, trong đợt này, công ty đã đầu tư 83 tỷ đồng để nâng cấp tổng cộng 67 toa xe. Toàn bộ các toa xe loại AL được lắp cửa tự động, điều hòa nhiệt độ được điều chỉnh theo yêu cầu của từng buồng khách. Cửa giao thông sẽ được cải tạo từ một cánh thành hai cánh. Chân cầu thang lên xuống bằng inox, trong buồng lắp thêm một ổ cắm điện dưới bàn con. Cải tạo khu vệ sinh, buồng rửa sạch đẹp theo tiêu chuẩn của các tàu du lịch cao cấp. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên phục vụ trên tàu cũng được mang bộ đồng phục đẹp mắt,